Lên đời Hoàng Kiên thu vào 100% giá bán lẻ. Cái này thì nhiều anh em vẫn chưa hiểu rõ đâu, nên em sẽ giải thích để cho anh em hiểu sâu hơn nhé. Tức là anh em cứ xem cái giá ở trên website em đang bán ra là bao nhiêu, thì anh em lên đời em thu vào đúng bằng giá web em đang bán. Ví dụ như 14 Pro Max vàng 128 giá ở trên website em đang bán là 23.100.000, thì anh em lên đời em thu đúng bằng 23.100.000. Nếu máy của anh em sạc ít, em thu vào 23.600.000. Và đương nhiên là máy của anh em không xước sát mạnh, không cấn bóp nhá. Và khi mà anh em mang qua lên đời ấy, thì kể cả máy mua của Hoàng Kiên còn tem bảo hành thì vẫn phải bóc ra để kiểm tra mọi thứ ở bên trong, để đảm bảo tình trạng máy vẫn zin nguyên bản và chưa vào nước nhá. Còn cái bảng 15 Pro Max 256 New bản VN ở cái thời điểm này ấy, thì cực kỳ hiếm hàng. Tuy nhiên ấy, là em vẫn có. Lên đời từ 14 Pro Max 128 lên 15 Pro Max bản 256 New VN này ấy, thì anh em bù cho em khoảng tầm hơn 6 triệu. Nếu máy của anh em mua trong vòng 1 tuần thì anh em chỉ cần cắt thêm chênh lệch giá giữa hai máy thì hoàn toàn không mất phí gì cả. Còn sau 1 tuần thì anh em chỉ cần mất thêm 500.000 phí reset bảo hành và được reset lại bảo hành từ ngày đổi máy. Và cái mã 15 Pro Max này ấy, hiện tại em đang có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em. Ngoài cái bản VN New Full Box này ra thì em còn có máy sạc ít này, pin 100%, nó chỉ cao hơn giá line new có 500.000, hay là hàng new bản quốc tế chỉ cao hơn máy cũ có 1 triệu thôi. Tất cả các máy bên em bán ra ấy, thì đều được cam kết không zin hoàn tiền tặng máy, bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, mua new siêu sẽ được đổi new siêu, mua line new sẽ đổi line new. Trong vòng 1 năm nếu rơi vỡ được sửa chữa hoàn toàn free, riêng màn tì đè chảy mực được hỗ trợ 50% giá gốc, reset bảo hành chỉ 500k và lên đời em thu vào 100% giá bán lẻ. Có một điều cực kỳ đặc biệt nữa là anh em bán lại, em luôn thu vào 90% giá web, kể cả anh em có hết hạn bảo hành 3 năm hay là 10 năm và không bị trừ phế pin. Follow kênh Hoàng Kiên để biết thêm thật nhiều thông tin về iPhone nhé.